What's up cho anh em, Tùng Sơn đây. Trên tay mình đang là chiếc tai nghe đến từ hãng âm thanh Audio Technica. Và cái mã của sản phẩm này đó chính là ATHCKR70IS. Trời ơi, cái mã nó dài dã man ngon ngan. Thì thôi mình cứ gọi nó là một cái sản phẩm tai nghe đến từ Audio Technica. Và cái sản phẩm này thì nó có mức giá là 2,6 triệu đồng. Và đây là cái chiếc tai nghe có dây. Và khi mà nhắc tới một cái sản phẩm tai nghe có dây với mức giá 2,6 triệu đồng thì đây cũng là một cái mức giá khá là cao đối với lại nhiều bạn. Vậy thì về mặt thiết kế cũng như chất âm của cái sản phẩm này nó sẽ như thế nào thì hãy cùng mình vào video này để chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì các bạn cũng có thể thấy là hộp của cái sản phẩm này nó sẽ khá là giống với lại những cái sản phẩm tai nghe đến từ Sony. Và đặc biệt ở đây chúng ta sẽ có là một cái chiếc tai nghe chuẩn Hi-Res Audio các bạn cũng có thể thấy là tông màu trắng và hộp rất là vuông vức, nói chung là rất là lịch sự, rất Sony. Nhưng mà mỗi tội là không phải đến từ Sony mà là đến từ Audio Technica. Rồi ở mặt trước thì chúng ta có hình của sản phẩm này, ở cạnh bên thì chúng ta có một vài các cái hướng dẫn vân vân mây mây đó, các cái thông số ở đây. Đặc biệt là khi mà lật mặt sau này, đây các bạn có thể thấy là cấu tạo của sản phẩm tai nghe này. Và đây các bạn cũng có thể nhìn thấy là cái tai nghe này sẽ chỉ có duy nhất một driver, và đây sẽ là Dynamic Driver chất lượng cao và có cái size khá là lớn, lên tới là 11,8 mm. Và cái phần ở đây, cái phần ống tai ấy của chúng ta sẽ được làm bằng nhựa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ mở hộp để xem là cái sản phẩm tai nghe của chúng ta nó thực tế như thế nào nhé. Tèn tèn tèn, không có tai nghe đâu các bạn ạ, bởi vì mình đã tháo ra trước rồi. Chút nữa mình sẽ chia sẻ về tai nghe sau. Chúng ta sẽ xem ở bên trong hộp có những gì. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái hộp gồm có là bộ 3 nút tai nghe các cái size khác nhau, XS này, S này, rồi là L đó, được đóng gói trong một cái hộp khá là tỉ mỉ, khá là giống với Beats. Và trong đây chúng ta sẽ có một cái bao da, ôi trời ơi, bao da sờ chất liệu sướng vô cùng, và logo Audio Technica được dập chìm, thực sự nhìn rất đã. Và cái chất liệu này sờ rất sướng luôn các bạn ạ. Cái túi này thì trước đây ở trên những cái sản phẩm của Beats thì họ hay tặng cái nụ túi này, mình rất là thích cái túi này luôn, chất lượng rất cao. Và đây là giấy hướng dẫn sử dụng. Đó, hết rồi. Và bây giờ quay trở lại với cái chiếc tai nghe Audio Technica với một cái mã dài ngoằng, thôi mình xin phép không được nhắc lại nữa. Đây chính là cái sản phẩm của chúng ta. Cái điều đầu tiên, nếu như các bạn xem qua video này thì các bạn sẽ có liên tưởng tới những cái sản phẩm tai nghe của nhà Xiaomi dòng Piston. Nhưng thực sự nếu mà mình có cái chiếc tai nghe Xiaomi Piston ở đây, mình sẽ đặt cạnh thì các bạn sẽ thấy là những cái sản phẩm tai nghe của Xiaomi khi đặt cạnh những cái sản phẩm tai nghe khác thì trông thiết kế của nó khá là dại và trông khá là tàu. Còn đối với là một cái sản phẩm thương hiệu rất nổi tiếng như là Audio Technica này, các bạn có thể nhìn thấy là nó rất là tinh tế luôn. Cái phần housing này nó được làm bằng kim loại đúng như ở bên ngoài vỏ hộp, và nó có những cái đường tiện mình thấy rất sắc sảo. Cái phần đường tiện vuông này, cái phần đường tiện này nó có những cái họa tiết nó kiểu vòng tròn ấy, nhìn rất là sướng luôn. Và ở đằng sau này sẽ là cái logo Audio Technica được khắc laser, thực sự là rất là đều và đẹp, chất lượng rất cao luôn. Và cái điểm mà mình thấy ấn tượng nhất đó chính là cái phần dây khi mà nối vào cái phần housing này. Đây các bạn có thể thấy được lại cái phần này được làm rất dài và chắc chắn, thực sự rất đã luôn. Đây mình cầm này, đó, cầm rất là thoải mái luôn. Bình thường những cái chiếc tai nghe có dây khác thì cái phần này được làm tương đối ngắn và trông nó không thực sự pro, nhưng mà đối với cái sản phẩm này được làm rất dài và hoàn thiện rất tốt luôn, rất là sướng. Và bây giờ mình sẽ mở cái phần nút tai ra để cho các bạn xem. Đối với lại cái phần mặt trong này thì cái chất liệu của chúng ta sẽ là bằng nhựa, và nhựa ở đây sẽ là nhựa nhám các bạn nhé. Và cái mã của cái tai nghe này nó sẽ được in ở trên đây, mực in rất là xịn. Và nếu như các bạn có thể thấy là cái phần ống tai thì được làm hơi to, tuy nhiên là mình đã thử đeo cái sản phẩm này thì thấy nó rất là dễ chịu. Và bởi vì nó sẽ có một cái trọng lượng nhẹ, cũng như là ống tai được vắt cong vào trong, chính vậy nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác đeo trên tai rất là thoải mái. Ngoài ra các bạn cũng có thể thấy là cái phần ở bên trong cái ống tai này nó sẽ có một cái lớp kiểu như là lớp nhung ấy, mình cũng không rõ chất liệu này gì, nhưng mà kiểu như là nó rất là giống nhung và nó rất là cao cấp hơn so với việc sử dụng những cái lưới kim loại. Chuyển sang phần dây thì cái phần dây này được làm bằng nhựa và cái lớp phủ bề mặt của nó rất là sướng. Mặc dù nó không phải là dạng chống rối, nhưng mà khi mà sờ vào chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận được một cái điều gì đó rất là cao cấp. Ngoài ra thì đây sẽ là một cái sản phẩm tai nghe có mic, và cái cụm phím điều khiển của chúng ta nó sẽ có duy nhất là một phím bấm, và cái phím bấm này bấm rất là nảy, và cái phần này hoàn thiện rất là tốt luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, đó, hoàn thiện rất cao. Ở mặt sau sẽ là một cái mic này, rồi phần chia dây được làm cũng rất là chắc chắn,
mặc dù là không có logo Audio Technica ở đây và nó có ba cái chấm ở đây thì mình không thích lắm giá, nhưng mà họ làm một cái kiểu như là một cái miếng nhựa hoàn toàn hoặc là một cái miếng kim loại thì nó sẽ tốt hơn. Và ở cái phần jack cắm của chúng ta, nó sẽ là jack cắm hình chữ L và có những cái nấc để chống gãy. Ở đây có dập một cái logo Audio Technica, và phần jack cắm này sẽ được mạ vàng 3,5mm, và đây là jack cắm 4 pin có hỗ trợ mic. Rồi, và cảm giác đeo ở trên tai thì ngay lúc đầu mình cũng có chia sẻ, đây là một cái chiếc tai nghe có cho chúng ta một cái cảm giác đeo rất là tốt, mặc dù cái driver của chúng ta khá là lớn, lên tới là 11.8mm. Rồi, và ngay bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái phần chất âm của cái sản phẩm này. Với một cái sản phẩm tai nghe 2,6 triệu đồng thì không biết là nó nghe có ấn tượng hay không. Đầu tiên thì mình xin phép được chia sẻ với các bạn là mình là một người có cái xu hướng nghe tạp, có nghĩa là nhạc gì cũng nghe, nên là mình thiên hướng thích những cái sản phẩm tai nghe có một cái xu hướng cân bằng. Và cái chiếc tai nghe này nó sẽ không phải là một cái tai nghe phù hợp cho những bạn nghe tạp, mà nó sẽ thích hợp dành cho những cái bạn thích nghe thể loại nhạc nhẹ nhàng, thể loại nhạc pop. Tại sao? Ngay bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn. Xét về tổng thể thì chất âm của cái sản phẩm đến từ Audio Technica nó sẽ hơi thiên hướng tối một chút. Và hai cái giải mà nó chơi tốt nhất đó chính là giải mid và giải bass. Giải chép của cái sản phẩm này thì chỉ dừng lại ở mức khá, chi tiết của nó sẽ không thực sự xuất sắc. Nói sâu hơn một chút về giải bass thì cái sản phẩm này đánh ở mức khá là chậm rãi, nó khá là lực cũng như là khá là impact. Các cái thể loại nhạc như là electro pop có cái tiết tấu vừa phải, không quá là nhanh thì cái sản phẩm này thể hiện khá là tốt. Tuy nhiên bạn nào mà thích nghe EDM hay là những cái bài nhạc nào mà có tiết tấu nhanh thì đây không phải là một cái sản phẩm dành cho các bạn. Giải mid cũng là một trong những cái điểm nổi trội của sản phẩm này, khi nó có một cái nét gì đó rất là đặc trưng của Audio Technica, rất là ngọt ngào và dễ nghe. Tuy nhiên cái giải mà không xuất sắc đó chính là giải chép. Thì nếu như bạn nào mà nghe cái giải chép của cái sản phẩm này thì sẽ thấy nó đánh, mình nghĩ là đối với cá nhân mình thì mình phải dùng một cái từ là hơi tệ một chút, đấy là đối với cá nhân mình nhá. Bởi vì là trong cái danh sách nhạc của mình thì có khá là nhiều bài nhạc điện tử cũng như là những cái bài nhạc có cái tiết tấu nhanh, thì với một cái sản phẩm tai nghe Audio Technica nó có một cái chất âm rất là đặc trưng như vậy thì nó sẽ không thích hợp để cho mình nghe những cái thể loại nhạc EDM hay là những cái bài nhạc tiết tấu nhanh. Chính vậy là cái tai nghe 2,6 triệu đồng này thì nó sẽ không phải là cái gu của mình. Tuy nhiên đây sẽ làm dành cho những cái bạn nào mà thích nghe những cái thể loại nhạc nhẹ nhàng, pop ballad trữ tình rồi là vân vân mây mây. Nói chung là mình thấy với một cái sản phẩm tai nghe lên tới tầm tiền triệu có dây thì nó sẽ hướng tới những cái đối tượng người nghe nhất định, và chính vì nó hướng tới đối tượng người nghe nhất định nên mỗi một cái chiếc tai nghe đắt tiền nó sẽ mạnh ở một cái điểm riêng. Và chính vậy các bạn cần tham khảo ý kiến của rất là nhiều người đã từng sử dụng để các bạn có thể lựa chọn ra được một cái chiếc tai nghe phù hợp nhất với nhu cầu nghe của các bạn nhé. Rồi, và tổng kết lại thì đây là một cái sản phẩm có thiết kế đẹp và có một cái chất âm rất đặc trưng, rất Audio Technica, rất phù hợp dành cho những bạn nào thích nghe thể loại nhạc nhẹ nhàng có tiết tấu chậm. Còn đối với lại những bạn nào mà thích nghe EDM thì có lẽ các bạn cần phải tìm sang một cái dòng sản phẩm khác. Rồi, và video của mình đến đây xin được phép kết thúc. Và các bạn còn muốn mình review cái sản phẩm tai nghe nào nữa thì các bạn đừng quên để lại comment ở dưới video này nhé. Và nếu thấy video này hay cũng như là bổ ích, đừng quên để lại một like, một share, một subscribe để mình cũng nhiều kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.